Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ. Sau USS Carl Vinson, Hoa Kỳ có thể đưa tàu ngầm tới Việt Nam. Một tàu ngầm của Hoa Kỳ có thể sẽ cập cảng Việt Nam trong nay mai nếu đề xuất của Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ trở thành hiện thực. Phó Đô đốc Philip Shore đã cho phóng viên biết về đề xuất này của ông trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm ngày 5 tháng 3 về chuyến thăm lịch sử của tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng trong tuần này, theo ghi nhận của Star và Stripe và Asia Times cho biết. Tư lệnh Hạm đội 7 nói rằng ông sẽ rất mong muốn được đưa một trong những tàu ngầm của Hoa Kỳ tới tập cảng Việt Nam và điều này là một trong những thứ mà ông sẽ muốn làm khi thảo luận với các quan chức hải quân Việt Nam về việc mở rộng sự hợp tác hàng hải song phương giữa hai nước trong tuần này. Người đứng đầu Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ không cho biết cụ thể chính xác ý ông muốn nói gì khi đề cập đến việc đưa một tàu ngầm Hoa Kỳ tới một cảng của Việt Nam. Theo Asia Times, dường như ông muốn nói tới một chuyến thăm thiện chí tương tự như chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson hiện đang ở Đà Nẵng dự kiến tới ngày 9 tháng 3. Chuyến thăm của USS Carl Vinson được coi là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam và cập cảng Đà Nẵng, nơi từng là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong một tàu Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam kể từ sau khi cuộc chiến tranh kết thúc năm 1975. Hải quân Hoa Kỳ có 4 tàu ngầm tấn công nhanh lớp, gồm USS Key West, USS Oklahoma City, USS Shreveport và USS Topeka, đã được triển khai tới đảo Guam, theo ghi nhận của Star và Stripe cho biết. Các tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân này tân tiến hơn nhất nhiều so với những tàu của Trung Quốc từng va chạm với Việt Nam và những nước khác trong khu vực trên vùng biển Đông có tranh chấp. Các chuyên gia cho rằng khả năng sống sót và hỏa lực của các tàu ngầm này là yếu tố then chốt để ngăn cản sự bành trướng trong khu vực, thưa quý vị. Tin liên quan đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ khuyên châu Phi đừng để mất chủ quyền vì vay tiền Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson hôm ngày 8 tháng 3 cảnh giác các quốc gia châu Phi nên cẩn thận đừng để mất chủ quyền khi chấp nhận các khoản vay từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của lục địa này. Ông Rex Tillerson đang có chuyến công du ngoại giao đầu tiên tới châu Phi với mục tiêu tăng cường liên minh an ninh tại một lục địa đang ngày càng ngã về Bắc Kinh vì các khoản trợ giúp và thương mại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng tìm cách xoa dịu căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump gọi một số quốc gia châu Phi là các nước hổ phân hồi tháng Giêng. Ông Donald Trump sau đó đã từ chối bình luận về điều này. Không phải chúng tôi cố ngăn đồng đô la của Trung Quốc đổ vào châu Phi, ông Rex Tillerson nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ethiopia. Điều quan trọng là các nước châu Phi nên cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản của các thỏa thuận này và đừng để mất chủ quyền. Hoa Kỳ là quốc gia viện trợ hàng đầu cho châu Phi, nhưng Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ trong tư cách đối tác thương mại vào năm 2009. Bắc Kinh đã bơm hàng tỷ Mỹ Kim vào các dự án cơ sở hạ tầng, mặc dù các nhà phê bình nói việc sử dụng các công ty và lao động Trung Quốc làm suy giảm giá trị của họ. Ông Rex Tillerson nói các khoản đầu tư của Trung Quốc không tạo ra việc làm đáng kể ở địa phương và chỉ trích cách Bắc Kinh cấp các khoản vay cho chính phủ châu Phi. Ông nói nếu một chính phủ chấp nhận khoản vay của Trung Quốc và gặp rắc rối, có thể mất quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng hoặc các nguồn lực của chính mình vì vỡ nợ. Nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ không đưa ra ví dụ cụ thể. Cũng vào trong ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov trong chuyến viếng thăm Zimbabwe nói với các nhà báo rằng việc ông Rex Tillerson chỉ trích mối quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia châu Phi là không phù hợp. Ông nói không phù hợp để chỉ trích các mối quan hệ của các nước chủ nhà khi ông đang có mặt ở đó với một quốc gia khác. Khi được hỏi về lời chỉ trích của Ngoại trưởng Rex Tillerson về cách tiếp cận lục địa này của Trung Quốc, Ngoại trưởng Kenya Monica Chuma nói, đất nước này tham gia với các đối tác trên toàn thế giới vì lợi ích riêng của chúng tôi và vì giá trị của chúng tôi.
Trước đó vào ngày thứ Tư, ông Rex Tillerson đã tới Ethiopia, nước đông dân thứ hai của châu Phi, và đến thăm trụ sở Liên hiệp châu Phi hôm thứ Năm, thưa quý vị. Thủy thủ hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Các thủy thủ của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson hôm ngày 7 tháng 3 tới thăm một khu trạm trú cho nạn nhân chất độc màu da cam, một chất hóa học mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng để diệt lá cây trong chiến tranh Việt Nam. Trong số 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc màu da cam, khoảng 3 triệu người vẫn đang bị ảnh hưởng, bao gồm trẻ em bị dị tật bẩm sinh nặng nề hoặc các vấn đề về sức khỏe nhiều năm sau khi bố mẹ bị phơi nhiễm. Theo Hội Nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam có trụ sở Hà Nội cho biết, tôi nghĩ rằng thật là ấn tượng khi nhìn vào những gì mà chúng ta đang thấy lúc này so với 40 năm về trước. Warden Watkins, một thủy thủ của tàu hàm không mẫu hạm USS Carl Vinson nói trong lúc tới thăm trung tâm nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ đây là một bước tiến rất tốt, thủy thủ này nói khi cùng với các thủy thủ khác tham gia với các trẻ em trong trại làm que hương và hoa nhựa. Tàu Vinson cập cảng Việt Nam vào hôm ngày 5 tháng 3 trong chuyến thăm đầu tiên của một hàm không mẫu hạm Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Và vào hôm ngày 6 tháng 3, một băng nhạc hải quân Hoa Kỳ cùng đi trên hàm không mẫu hạm đã biểu diễn Nối vòng tay lớn, một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói về sự đoàn kết dân tộc trong thời gian chiến tranh. Hoa Kỳ sắp kết thúc một chương trình dài 5 năm với chi phí là 110 triệu Mỹ Kim nhằm làm sạch khu vực đất nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Vào tháng 1 vừa qua, hai chính phủ đã cho biết họ sẽ bắt đầu quy trình tẩy độc chất dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa ở miền Nam Việt Nam, nơi là khu lưu giữ số lượng lớn chất độc màu da cam được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của quân đội Hoa Kỳ. Chiến dịch làm sạch này sẽ mất tới 500 triệu Mỹ Kim và kéo dài trong 10 năm. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ là một cơ hội cho chính phủ Hoa Kỳ và các công ty sản xuất chất độc da cam hiểu hơn nữa về những tác hại của hóa chất này lên những nạn nhân và có trách nhiệm đối với những tác hại mà nó đã gây ra. Reuters trích lời ông Quách Thành Vinh, chánh văn phòng Trung ương Hội Nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam cho biết, vẫn còn cơ hội cho chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ hiểu về các tác hại của chất độc da cam lên người dân Việt Nam, ông Vinh nói. Thưa quý vị, Hoa Kỳ dè dặt trước đề nghị đàm phán của Triều Tiên. Các giới chức Hoa Kỳ tỏ ý nghi ngờ về đề nghị của Triều Tiên muốn khởi sự đàm phán với Hoa Kỳ về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Buổi hội kiến chưa từng có trước đây giữa Kim Jong-un với các giới chức Hàn Quốc đưa đến gần như là một bước đột phá ngoại giao. Ông Chung Il-yong, Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nói miền Bắc bày tỏ sẵn sàng đàm phán thẳng thắn với Hoa Kỳ để bàn về vấn đề tài giảm binh bị và khôi phục các mối quan hệ Hoa Kỳ và Triều Tiên. Cũng có tin là Triều Tiên đang xem xét việc từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy những sự bảo đảm an ninh từ Washington. Tuy nhiên, tại Washington, các giới chức Hoa Kỳ nói không nhanh thế đâu. John Coates, Giám đốc An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói, có thể đây là một bước đột phá, nhưng tôi nghi ngờ việc này. Tuy nhiên, vẫn cứ hy vọng thế thôi. Trung tướng Robert Ashley, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, gần như chắc chắn sẽ có thêm các vụ phóng phi đạn và có thể sẽ có thêm các vụ thử nghiệm hạt nhân. Trong những năm qua, Triều Tiên đã vài lần hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ và những nhượng bộ khác của phương Tây. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, các nỗ lực đều thất bại và Triều Tiên lại tái tục chương trình vũ khí của họ. Vấn đề là liệu đề nghị mới nhất của Triều Tiên có chân thực hay lại là một chiến thuật trì hoãn, Abraham Denmark. Giám đốc chương trình châu Á, trung tâm Wilson, hiện chúng ta thực sự không biết Triều Tiên đòi hỏi những gì. Tuyên bố do Hàn Quốc đưa ra thực sự mơ hồ về những gì Triều Tiên kỳ vọng. Tuy nhiên, không thể nào không nghĩ rằng chỉ ít họ cũng phải đồng ý đàm phán và xem xét họ đòi hỏi những gì. Và vào ngày 6 tháng 3, tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đáp ứng một
cách dè dặt, dĩ nhiên đã đạt tiến bộ về vấn đề Triều Tiên, nói một cách hoa mỹ, ít nhất là như thế. Điều này tốt cho thế giới, cho Triều Tiên và cho bán đảo Triều Tiên, nhưng sẽ phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trước đó, ông Donald Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng dù đường hướng nào đi nữa, Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng quyết liệt, thưa quý vị. Tin liên quan đến Bộ trưởng Tư pháp tuyên chiến với California. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ ông Jeff Sessions vào ngày 7 tháng 3 đã kích tiểu bang đông dân nhất nước Hoa Kỳ, cáo buộc California là cản trở những nỗ lực thực thi luật di trú liên bang và cam kết chấm dứt thách thức của tiểu bang. Ông Sessions phát biểu trước một nhóm các nhân viên thi hành luật pháp một ngày sau khi Bộ Tư pháp của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump kiện California do Đảng Dân chủ kiểm soát về chính sách chứa chấp nhằm bảo vệ di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Tôi nhận thấy California đang dùng các quyền hạn họ có, cũng như các quyền hạn họ không có, gây khó khăn cho các cơ quan thi hành luật liên bang. Do đó, tôi cam đoan với quý vị, tôi sẽ dùng tất cả các quyền hạn trong tay để ngăn chặn, Bộ trưởng Sessions tuyên bố. Trong những năm gần đây, cơ quan lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua một số đạo luật với ý định cản trở công việc của các nhân viên hữu thể thi hành luật di trú, cố ý dùng tất cả các quyền hạn của cơ quan lập pháp tiểu bang để phá hoại luật di trú của nước Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh. Ông Sessions nói lực lượng thực thi luật di trú và hải quan thi hành luật liên bang và California không thể ngăn họ hay cản họ, trở họ thi hành nhiệm vụ. Đơn kiện được đệ trình tòa án liên bang tại Sacramento vào cuối ngày 6 tháng 3 nhắm vào ít nhất là 3 đạo luật của tiểu bang được thông qua vào năm ngoái mà Bộ Tư pháp cho rằng vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ và uy quyền tối cao của luật liên bang so với luật tiểu bang. Ông Donald Trump xem việc chống di dân bất hợp pháp và truy quét các di dân bất hợp pháp đã có mặt tại Hoa Kỳ là một dấu ấn của ông trước đây trong tư cách ứng cử viên và bây giờ trên cương vị tổng thống, thưa quý vị. Tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Trung Quốc cải thiện bất cân đối thương mại với Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vào ngày 7 tháng 3 cho biết đã yêu cầu Trung Quốc đưa ra kế hoạch giảm thẳng thư mậu dịch với Hoa Kỳ, nhưng không cho biết chi tiết yêu cầu đó được chuyển tải cho phía Trung Quốc như thế nào. Ông Donald Trump đang đẩy mạnh việc thực hiện những lời hứa trong cuộc vận động tranh cử là phải có lập trường cứng rắn về thương mại. Tuần trước, ông loan báo kế hoạch áp đặt thuế quan cao lên thép và nhôm nhập khẩu, trong khi việc này khơi dậy những quan ngại trong và ngoài nước về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Một số người chỉ trích cho rằng kế hoạch này chưa chú trọng đủ đến Trung Quốc. Trung Quốc được yêu cầu đưa ra một kế hoạch trong năm giảm bớt 1 tỷ Mỹ Kim thâm thủng mậu dịch với Hoa Kỳ. Ông Donald Trump viết trên trang Twitter như vậy. Ông đã nhầm khi đề cập đến thâm thủng trong khi Bắc Kinh có thẳng dư. Chúng ta đang chờ đợi xem họ có ý kiến gì, ông Donald Trump viết. Hiện chưa rõ ai đã yêu cầu Trung Quốc đưa ra kế hoạch này và Tòa Bạch Ốc không hồi đáp yêu cầu cho biết thêm chi tiết. Trung Quốc thẳng dư 375,2 tỷ Mỹ Kim trong buôn bán với Hoa Kỳ hồi năm ngoái, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại với điểm tin Việt Nam.